mời quý vị và các bạn cùng về thăm đền Chúa Thác Bờ và tìm hiểu những huyền tích về Chúa Thác Bờ. Đền Thác Bờ là một ngôi đền linh thiêng nhất của tỉnh Hòa Bình, tọa lạc tại xã Thông Nai, huyện Cao Phong và xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Hiện tại, Chúa Thác Bờ được thờ tại ba đền và một động, đó là đền Thông Nai, đền Chúa Thác Bờ Vầy Nưa, đền chính và là đền cổ, đền Hang Miếng và động Thác Bờ. Trước kia ở vùng Hào Tráng, huyện Đà Bắc, Hòa Bình có một ngôi miếu và một ngôi đền thờ Chúa Thác Bờ, nhưng vì nhà nước xây dựng đập thủy điện Hòa Bình, nước thường xuyên dâng lên cao nên thủ nhang của đền và của miếu đã di dời đền và miếu lên vùng đất cao hơn. Sau khi di chuyển thì ngôi miếu trở thành đền Thông Nai, còn ngôi đền chính là đền Chúa Thác Bờ và còn có tên gọi khác là Chúa Thác Bờ Vầy Nưa vì đền thuộc địa phận xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc. Đền Chúa Thác Bờ Vầy Nưa được coi là đền chính vì đền là nơi thân xác Chúa trôi về và là đền cổ. Trong đền vẫn còn lưu giữ được quả chuông đồng được đúc từ năm Thành Thái thứ 6 cách đây vài trăm năm. Về đền Hang Miếng, đền được nhân dân lập ra để thờ cúng hương khói tưởng nhớ công lao của Chúa vì Chúa Thác xuống tại nơi này. Có một số tài liệu cho rằng có hai bà Chúa Thác Bờ, đền Thung Nai thờ bà Chúa Thác Bờ người Dao, đền cổ thờ Chúa Thác Bờ người Mường. Thực ra chỉ có một bà Chúa Thác Bờ mà thôi, cả hai bà người Mường và người Dao đều là hiện thân của bà Chúa Thác Bờ người Mường. Động Thác Bờ cũng thờ vọng Chúa vì nơi này ngày xưa là nơi Chúa Thác Bờ cất giữ lương thảo giúp vua Lê Lợi đánh giặc. Ngôi đền này thờ hai bà Chúa đã có công giúp Lê Lợi trong trận đánh đèo Cát Hãn năm 1431. Hai bà còn giúp nhân dân ổn định cuộc sống và hiển linh giúp dân vượt thác sông Đà an toàn nên nhân dân trong vùng vô cùng tôn kính, đã lập đền thờ hai bà ở đền Thác Bờ ngày nay. Sự tích Chúa Thác Bờ. Chúa Thác Bờ tên thật là Đinh Thị Vân, bà là tên nữ trên thiên đình, phụng lệnh vua cha Ngọc Hoàng giáng trần xuống làm con của dân tộc trưởng họ Đinh, người Mường ở đất Kim Bôi Hòa Bình để giúp dân phò vua. Sau này, đất nước loạn lạc có quân xâm lăng ở đất Mường Lễ, Sơn La, vua Lê Lợi đã đưa quân đi đánh đuổi giặc ngoại xâm. Khi tới Thác Bờ thì có một dòng nước xoáy và một thác nước hiểm trở với những mỏm đá lồm chồm khiến vua Lê Lợi không thể tiến quân. Lúc này, Chúa Thác Bờ đã kêu gọi hô hào, vận động trai tráng và nhân dân trong bản lên rừng chặt cây xẻ gỗ, đóng thuyền chở binh sĩ qua Thác Bờ, quyên góp lương thực, thực phẩm cho vua Lê Lợi nuôi quân. Trong một lần vận chuyển lương thảo cho vua Lê Lợi, bà không may gặp phải trận gió lốc khiến thuyền của bà bị lật và bà đã thác xuống. Thân xác bà trôi về đền Chúa Thác Bờ bây giờ. Chúa Thác Bờ có công rất lớn khi giúp vua Lê Lợi chở binh sĩ qua Thác Bờ, tích góp lương thực cho vua Lê Lợi nuôi quân. Bà còn dạy nhân dân làm rẫy, thả lưới đánh cá, trị thủy. Khi thanh nhàn, bà thường treo con thuyền độc mộc dạo chơi quanh sông Đà. Chúa Thác Bờ rất hay về ngựa đồng. Thường thì Chúa Thác rất hay về ngựa sau giá trầu Đệ Tam Lâm Thao. Một số nơi lại hầu Chúa Thác Bờ sau giá trầu Đệ Tam hoặc hầu Chúa sau giá trầu Đệ Nhị Thượng Ngàn. Có nơi người ta không thỉnh Chúa Đệ Tam và trầu Đệ Tam mà họ thỉnh luôn Chúa Thác Bờ để chứng tỏa sơn trang màu trắng, rồi thả cá phóng sinh trong đại lễ khai đàn mở phủ. Chúa Thác Bờ là bà Chúa bản cảnh nên chỉ được phối thờ và hầu theo tứ phủ. Chúa ngự về đồng thường hay mặc áo màu trắng, quầy đen, đai xanh, bên hông có xà tích bạc. Chúa về khai cuồng rồi một tay cầm chèo, một tay cầm mồi, bẻ lái dạo chơi trên sông Đà thơ mộng nhưng cũng đầy dữ dội. Dọc sông Đà dạo khắp suối khe, Hang Miếng suối rút trèo về. Cũng có thể hầu Chúa Thác sau giá Chúa chữa Lâm Thao cũng được, vì Chúa Năm cũng là Chúa bàn cảnh. Bởi vì nếu đã có bóng, chẳng nhẽ thỉnh lại không hầu. Tuy nhiên, vì cho rằng Chúa Thác là Chúa bàn cảnh, vị trí không chính thức như trầu bà Đệ Tam nên mọi người thường hầu sau giá trầu Đệ Nhị. Trong tứ phủ thì Chúa Thác thuộc thoải nên Chúa về bốc thuốc chữa bệnh, lấy nước tiên đem về cứu chữa nhân dân nên mọi người cũng gọi bà là Chúa chữa giống như Chúa Đệ Tam. Chúa cứu người khỏi cõi trầm luân, nước tiên tẩy hết bụi trần.
thủy điện Hòa Bình. Thì bây giờ là ta cứ ngồi đây để nói chuyện với nhau đấy nhá, khoảng tầm 10 phút nữa thì bắt đầu mới đóng đồ lên. Hết 2 tiếng rồi, xong chúng ta sẽ hành hướng tiếp sang đến đảo Dừa, và sau đó sang cô, sau đó chúng ta quay về bến để bản lên tôi sẽ trở về tận mai. Thì qua một cái thời gian chúng ta đi đường, và hiện nay đang ở chỗ Đền Bà Chúa, đây là một điểm rất là đặc biệt để tâm linh của cái hồ Thập Bờ. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây và chúng ta dùng cơm ở đây với sự che chở của Chúa. Tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp được những an toàn và đảm bảo một thời gian, cũng như là cái mục đích của chuyến đi nó sẽ thành công. Bây giờ chúng ta đi đưa thì đây là cái lúc mà chúng ta sẽ tâm sự, chúng ta sẽ sinh hoạt cộng đồng, chúng ta trao đổi, chúng ta tình với nhau để tăng cái tình đoàn kết của tất cả các thành viên trong đoàn. Thay mặt cho ban tổ chức của chương trình của khu tập thể ao này, trong năm công tác vệ sinh trong bộ năm 2022, chúng tôi xin cảm ơn các toàn thể các thành viên đã tham gia một cách tận tình, chú đáo và nhiệt tình, đồng bộ cho tất cả mọi phương tiện phục vụ cho chuyến đi cho đến giờ phút này. Là chúng ta giai đoạn một như vậy cho chúng ta thành công và đảm bảo an toàn. Lúc này là lúc chúng ta bắt đầu chưa, vì vậy chúng tôi sẽ bố trí này là mỗi một quân của chúng tôi bố trí 3 đồng viên, 3 đồng viên vòng, còn lại sau đó sẽ tăng cường bằng rượu. Thế thì trong phạm vi là sẽ dùng như thế. Thế thì là thực đơn là sẽ dần dần đưa lên. Thế trước mắt là cũng xin cảm ơn tất cả các và thành viên tham gia đến giờ phút này. Hai nữa là bây giờ chúng ta bắt đầu rót bia. Rót bia với nước ngọt và chúng ta sẽ bắt đầu vào giờ liên hoan lớp lớp chân mật giữa tất cả các cái đoàn. Chúng tôi và mong rằng buổi liên hoan này sẽ là đáng nhớ và ấn tượng, gây nên một tình đoàn kết nhất trí cao giữa tất cả những thành viên trong đoàn. Đề nghị chúng ta rót bia và nâng cốc để chúc sức khỏe và chúc chúc thành công rực rỡ của chuyến đi này. Và một lần nữa chúng tôi xin cho trưởng đoàn của khu tập thể Hà Nội nhiệt liệt hoan nghênh hơn tất cả các nhiệt tình tham gia chương trình này, để làm sao có sẽ mang về tương lai những tình cảm mến thiết của vùng quê mới là huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình, và mang đến chúng ta và mong rằng chúng ta sẽ mang đất liền văn hóa của vùng Hòa Bình, sẽ xây dựng ở điểm dân cư chúng ta trở thành một cái điểm dân cư mà đoàn kết thân thiện và chân ái.
xinh xinh một được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen em mới cho mình biết tên cuộc đời chính chia quanh năm với bưng biển thì còn thiếu mong manh làm sao bước xong anh chị em ngài gió lay đủ tầm xuân mưa hè chiều nào khi về we'll be right back.
Thank you.